Người chơi Zinu và bé Mi tham gia. Người chơi Tuấn Lầy tham gia. Người chơi Rúi Rúi tham gia. Người chơi Tường Vi tham gia. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với VV Channel. Đó thì hôm nay mình lại tiếp tục với cái series kịp. Chưa, bà nãy chưa có bắn. Chưa có bắn bé ơi. Rồi hôm nay mình có hai khách mời cực kỳ là đặc biệt và gạo cội luôn. Thứ nhất là chị Linh Váy Về. Tất nhiên là mọi người cũng đã quen biết với gương mặt gầy đó. Ừ, tại vì lầy quá mọi người lúc nào cũng cho anh tôi chưa. Bên đây là một cái anh rất là ngầu. Hello anh. Đây là anh, trời ơi, rất là đặc biệt luôn nha chị em. Biết cái gì hiền à, đâu. Cái này anh phải có cái này anh mới chơi quiz game với tụi em được. Đó, nói chung là hôm nay là người chơi rất là cam go và căng thẳng và hoang mang như bà dê vậy đó. Nên bây giờ mình phải tưởng có cái đùi gà là chơi được. Tôi không có nè. Ủa vậy mọi người không ai có đùi gà sao chơi? Bà phải có cái thẻ đó bà mới chơi được. Bà có thẻ không? Không. Trời ơi. Nó không có thẻ thì về đi chơi cái gì ở đây. Đi về liền liền liền, 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 liền. Nó này được không? Được. Đuổi đi. Cái này là của ban tổ chức ra lệnh là không có đuổi được đó. Mà quên, bà có thẻ thì tôi sẽ xin phỏng vấn bà một tí xíu. Là bà có nghĩ hôm nay bà sẽ chiến thắng trong cái vòng chơi không? Ủa thì chơi tất nhiên phải thắng chứ cha. Ủa tôi chơi tôi cũng thua vậy. Không, tôi nhất định tôi sẽ thắng. Nhưng nếu ví dụ tôi thua mà tôi không sống được. Ừ sao tôi sao? Tôi sẽ lôi bà theo. Ok, đây một cái anh rất là mặc đồ giống Squid Game luôn mọi người. Nhưng mà khác màu một tí xíu thôi. Ví dụ trong Squid Game màu xanh thì ảnh màu đen. Ủa tại sao lại như vậy? Tại vì anh ở dừa. Ở dừa. Bây giờ trước khi vào cái clip này mọi người nhớ là nhấn cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ kênh mà dê nha. Còn bây giờ thì vô luôn chị ơi. Thông báo trò chơi đầu tiên có tên là đèn xanh đèn đỏ. Người chơi tiến lên phía trước khi quản trò hô đèn xanh. Nếu quản trò quay lại phát hiện cử động, người chơi bị loại ngay lập tức. Bà cái gì kìa? Mọi người. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con gì đó. Ghê quá ta. Người chơi có 5 phút để hoàn thành trò chơi. Ba cái trò này làm khó được tao, tụi bay coi tao nè. Người chơi tiến lên phía trước khi quản trò hô đèn xanh. Nếu quản trò quay lại phát hiện cử động, người chơi bị loại ngay lập tức. Ê, Linh, sao không chạy, sao không chạy đi? Chạy đi. Bà chạy vô đi. Ê, đi lên đi. Đi lên đi mọi người. Đừng có dính đúng tiền chết mày dưa. Đập đầu đau quá. Đập đầu tôi chứ. Trời ơi, đừng có biết đâu. Hả? Bánh quầy mày. Tao miếng rồi. Ngăn đi. Ơi mà. Ngu ghê, gì miếng ăn mà chết.
Cứu tôi với. Ê bà, tôi hy vọng tôi quay mặt vậy búp bê nó không có bắn tôi được. Ê ê ê, gì nó thấy nữa cái mặt tôi nè. Sao tôi đúng giống nữ thần tự do quá ta. Ui ơi, mỏi. Cứu lên, nó sắp đập tiếp rồi. Này thì cơm chó. Trò chơi kết thúc. Ok luôn, sau khi kết thúc vòng 1 thì có hai, ồ không, có rất nhiều người. Các bạn nữ của chúng ta hôm nay là quá xuất sắc luôn chị em ơi. Đó, đã vượt qua vòng 1 và đặc biệt là anh đàn em đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Bởi vậy là anh vô mới vô thắng liền luôn, quá xịn sò. À, quá xịn, quá xịn. Đúng rồi, màn kia nó ngu quá, nó chết là đúng rồi. Ừ đúng rồi, anh nguy hiểm quá trời, như hắt tách vội vàng quá vậy, cái chết luôn hà. Ủa bà còn sống hả? Ôi sống nhưng để chết, tôi chết là bà chết theo rồi. Ủa vậy hả? Nói chung là cũng ok đó bé. Rồi đây là ba cái gương mặt ở điển hình của chúng ta hôm nay, tự nhiên cà giờ chết sớm vậy em. Đây là thanh niên ham ăn nè, thanh niên dấp cái giò. Rồi đây là thanh niên hắt tách quá vội vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chơi tới vòng 2 để xem coi ai sẽ là người xấu xó tiếp theo nha. Ê, tôi sợ quá à. Hồi nãy hên mới thắng á. Mà tôi tưởng đâu vòng là xong rồi chứ. Đâu có đâu, tới 3 vòng lận, cái này vòng sinh tử mà. Nhưng mà giờ không chơi cũng chết à. Ráng đi. Có tôi, không sao. Yeah. Đấy, có anh đâu chi. Anh đẹp nữa đó. Chưa. Yeah. Người chơi có 5 phút để hoàn thành trò chơi. Mày làm gì vậy? Thời gian con búp bê nó đi là 4 giây. Thời gian mình đi là từ 0.75 đến 1 giây. Cho nên nếu muốn an toàn sống sót thì mình chỉ nên đi từ 2 đến 3 bước một lần. Ê ê, rồi mày hiểu gì không? Không bà. Ừ, tao cũng hiểu nữa. Ê, nhưng mà mày dọn cái đó chi vậy? Thì tao dọn cái này để quan sát. Chờ nào con búp bê nó quay lại á thì tao đứng im. Búp bê này nãy giờ giết nhiều người quá à. Không biết hả mình có sống sót não không nữa. Em cứ yên tâm, bình tĩnh, tự tin mà sống. Để anh đi trước cho. Nha. Oh no. Mày dám hại chồng tao hả? Mày đợi của tao làm gì mày?
Vi. Hả? Con bạc con chết rồi kìa, cho anh sao? Trời ơi, tại không đụng đẩy nó. Trời ơi, tôi tin tưởng chi giờ để không chết vậy trời. Chị đi nhanh đi, chị đi. Nhanh đi, hết vợ kìa. Nhanh đi. Nhiều người chiến thắng à. Ủa, có 4 người chiến thắng à hả? Ủa, có em nữa nè, có em chiến thắng nữa. Ủa, em chết mà em quên. Ôi bà, trời ơi, bà thấy tôi hay không? Tôi nói là cái vòng này tôi sẽ cứu bà mà. Được. Nhưng mà tôi nghĩ cái phần thưởng này sao ta? Ê, chắc chị đôi đi. Chị đôi hả? Ừ, đi chị đôi, mình đi uống trà sữa đi. Yeah. Ủa, nhiều tiền vậy, tôi uống trà sữa 80 năm chưa hết nữa. Chứ bà khoái trà sữa mà. Ừ, cũng được. Tôi dẫn bà đi ăn gà gán. Được. Rồi, bây giờ nha mọi người, mình sẽ bắt đầu vô vòng 3, cũng là vòng sinh tồn cuối cùng. Mọi người hãy cùng hô to khẩu hiệu của chúng ta nào. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Tiếng kẹp nách ta. Tiếng kẹp nách ta. Người chơi có 5 phút để hoàn thành trò chơi. Cái này hơi mỏi nách. Chết nhở dưới ghe luôn á. Cái cậu kia, cậu đem cái này đi làm gì vậy? Trước khi trả lời, bỏ cái quần ra. Bỏ ra. Em không giận này, để giận chứ sao. Ê, cái thằng mà học thất đó ba. Cái thằng ném kiến đúng không? Đúng rồi. Thì nó có cuốn sổ ba, giống như là ghi chú rồi ghê. Giờ trộm hiểu không? Combat đi. Bạn lên trước đi. Bạn đi. Tao là có bí kíp chiến thắng. Hay quá bạn. Sao mày dám lấy cuốn sổ của tao? Chúng thôi tụi tao chết sao mày? Trời ơi, tá cái dáng gì kỳ vậy? Trời ơi, chơi ngu thôi. Đang sắn quần lên cho mát. Hề thấy dáng tôi đẹp không? Tôi thấy tôi chết liền đó. Trùng chơi đi, tạo dáng cái gì nữa. Ôi, cuối cùng cũng kiếm được cái bí. Liêu liêu liêu. Thiếu cái này chứ gì. Con trai của mẹ, ta tính hết rồi. Vô dụng. Ê, cho tôi miếng bánh đi. Thôi, có một miếng cuối cùng. Cho xíu thôi. Thôi, cho miếng đi mà. Thôi, của tao. Thôi, cho miếng coi. Cho mày chưa có tật dám hại bồ tao.
Ê, hình như anh thấy á, mình núp sau lưng nhau á thì con búp bê này sẽ không phát hiện ra. Ừ. Đúng anh. Hai đứa đằng sau đi, anh đằng trước cho. Anh hy sinh luôn hả? Đúng rồi, anh nói ngay từ đầu rồi mà. Thấy vậy vô đi lên, vô vô. Ê Vi Vi, tôi thấy cái này có cái lá chùm á. Nó đâu có thấy mình đâu. Đúng rồi, thấy tôi di chuyển nó đâu có bắn đâu. Yeah. Đúng rồi, đi tiếp thôi. Cố lên anh. Yeah. Tới nơi rồi. Tôi nửa chân trước nửa chân sau dướng nữa. Cố lên cố lên, còn thời gian. Xíu nữa thôi, sắp tới một chuyện rồi. Anh dính nó chổng rồi đó. Anh là mấy rồi. Trò chơi kết thúc. Yeah. Chúc mừng tất cả người chơi ngày hôm nay. Tính ra là bạn nào cũng đã từng thắng một lần ha, ngoại trừ một người nè mọi người. Đây à, cậu bé thần chết thì bởi vậy chết hoài luôn. Ừ, em có cái tâm sự gì ngày hôm nay không em? Em thấy hôm nay game quá dễ, nhưng mà đối với em thì nó rất là khó. Tại vì em mới chơi lần đầu đúng không? À, em mới chơi lần đầu. Đúng rồi, bởi vậy nên nhưng mà em nghĩ là game sau em sẽ chinh phục được. Ok luôn, game sau thì bạn thì sẽ cố gắng hơn nha mọi người. Tiếp theo là Gino, em thấy chưa? Dạ. Cái bí kíp này chẳng có lợi gì hết trơn. Dạ, thua luôn. Của ai nấy xài. Đúng rồi, của ai nấy xài đi em. Rồi, ở đây là bé My, chúc mừng em đã trả thù được cho chồng em. Người ta thường nói quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Ok, vậy. Cái này chỉ còn có 30 phút là hết rồi mọi người rồi. Cảm ơn anh Đạt ngày hôm nay đã hy sinh giúp hai bọn em đó, quá là xịn xò luôn. Yeah. Ôi, anh Đạt vừa mới vô chơi mà biết được cái bí kíp của búp bê luôn mọi người, quá là ngon. Dữ dằn, dữ dằn chí mén luôn. Đùi đó dễ ẹt. Dễ ẹt ha. Dễ ẹt luôn đó. Còn đây hôm nay bạn lên lên có cảm nghĩ như thế nào khi chơi với team dê dê nè? Mỏi lưng với mỏi nách. Đúng rồi, tại vì bả tôi đứng quay TikTok quá. Nhảy TikTok kiểu kiểu này nọ này mọi người. Cái bị mỏi lưng xíu à. À còn em, trời ơi, một chàng trai rất là thông minh luôn. Em nhuần nhuyễn cái game này luôn rồi. Nhuần nhuyễn luôn em. Nhuyễn luôn. Em lập cái công thức phương trình hóa học này nọ tính được đi nước bước hết rồi. Thôi cái đó bỏ qua đi chị. Không dành mấy cái đó lắm rồi. À còn em, bịch bánh em cuối cùng gì cũng hết. Thì hết mới chết đó chị. Thì đó, bởi vậy ta nói xu ghê đó. À còn bạn này. Dạ, thắng lượng vòng. Cái này để chân cho vui thôi chứ không có giúp được gì hết trơn. Cái này là để mình có cái đạo cụ để nhìn cho nó chuyên nghiệp chút xíu rồi. Vậy thì hôm nay xin chúc mừng, tại vì tất cả chúng ta đã cùng chiến thắng con búp bê đó rồi. Vậy về cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Nếu mọi người có thích clip này thì nhớ nhấn liền cái nút đăng ký màu đỏ ủng hộ tôi nha. Okay. Vậy thì bye bye tất cả mọi người nha, và hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye. Chơi cái này mình không có thể nào mình đứng được đâu. Phải ngồi. Phải ngồi suy nghĩ hả? Trời. Cái chuyện bắn là chuyện của tôi biết nha. Nãy giờ là được 3 con chim. Hôm nay quản trò sẽ không có bắn súng nữa. Ừ chứ làm gì? Chuyển sang bắn cung. Bắn cung.